Học viện Chính trị khu vực 3 tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Bảo đảm quyền an sinh xã hội của dân dân ở miền Trung Tây Nguyên. Ban tổ chức đã nhận được 37 tham luận của các nhà khoa học Học viện Chính trị khu vực 3 và các chuyên gia nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, các trường chính trị, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Các tham luận tập trung vào các vấn đề, quan điểm, chính sách, pháp luật về đảm bảo quyền thụ hưởng an sinh xã hội, các mô hình an sinh xã hội, thực tiễn bảo đảm quyền an sinh xã hội của nhân dân với các trụ cột chính là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cứu trợ xã hội. Mục đích của hội thảo nhằm đúc rút kinh nghiệm những vấn đề đặt ra và đề xuất các giải pháp bảo đảm quyền an sinh xã hội của nhân dân ở các tỉnh miền Trung Tây Nguyên trong bối cảnh mới.